thứ 3 ngày 22 tháng 8 năm 2023. Chúc quý vị một ngày thứ 3 an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Hôm nay nhiều con số 3 quá. Trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi này xin phép được chia sẻ và cập nhật những các thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng đã đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây gây cấn quá. Một cuộc chạm trán nảy lửa giữa Mỹ và Iran tại cái vùng biển Hormuz, và rầm rộ trực thăng của Mỹ phải rút lui và tháo chạy. Vì sao? Tại sao? Nội dung thứ hai, to rập lừa đảo chính phủ Mỹ, hàng chục người giết tại quận Cam, California, phải giao tù và phải bồi thường hàng triệu triệu đô la. Bà con sau khi nghe cái thông tin này, cảnh giác cho cuộc đời của mình nhé. Đừng bao giờ lừa đảo chính phủ Mỹ quý vị ơi. Và nội dung cuối cùng liên quan tới thủ đô Moscow đã hỗn loạn tại vì những máy bay không người lái của Ukraine ồ ạt pháo kích tấn công vào cái nơi này. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like viết gia chiếu bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới Iran và Mỹ. Trong những tháng gần đây, Mỹ đã điều động lực lượng hải quân đến cái vùng biển đỏ để răn đe Iran, để ngăn chặn Iran nó rầm rộ cướp bóc ở cái vùng biển này. Ok, sau khi Mỹ bắt đầu tăng cường sự hiện diện quân sự ở những cái eo biển này, thì vào ngày hôm qua, một cuộc chạm trán nảy lửa giữa Mỹ và Iran. Mời quý vị nghe nhé. Thì vào ngày hôm qua, theo như hãng thông tấn của Iran cho biết, hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là Y ngắn ARGK, đây là một lực lượng ưu tú của hải quân quân đội nước này, và họ đã công bố một cái đoạn video cho thấy sau khi rầm rộ trực thăng của quân đội Mỹ chạm trán với quân đội của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, thì hai bên đã xảy ra một cuộc chạm trán nảy lửa. Cuối cùng thì sao? Iran đã đưa ra những cái lời cảnh báo đe dọa, làm cho trực thăng của Mỹ phải ồ ạt rút lui và tháo chạy trở ngược lại cái tàu tuần dương của họ đang hoạt động trên cái eo biển Hormuz. Sau khi chú Bảy lên nắm quyền, thì Iran nó không còn sợ đất nước Mỹ nữa, và đã nhiều lần nó ngang nhiên mà coi như là đương đầu với đất nước Mỹ. Bây giờ thì nó đang làm chùm ở cái vùng biển đỏ này. Biển đen thì chú Buri đang làm chùm, biển đỏ thì chú Iran đang làm chùm, biển đông thì chú Tập đang làm chùm. Nói nôm na, chú Bảy chưa có làm chùm ở một cái vị trí biển nào trên cái quả địa cầu này hết. Cả luôn Alaska của đất nước Mỹ mà còn bị Trung Cộng và Nga nó lăm le lắm lét. Thành ra bây giờ chú Bảy đã đưa đất nước Mỹ chúng ta đi đến cái vùng biển nào đây? Nếu quý vị biết, bình luận bên dưới để chia sẻ với mọi người nha. Chứ sofa, tất cả các vùng biển đều bị địch thủ, đối thủ của đất nước Mỹ nó làm chùm hết rồi quý vị ơi. Và đây là một cái thông tin buồn cho lực lượng hải quân của đất nước Mỹ. Tại sao chỉ có quân đội Iran thôi mà phải tháo chạy thục mạng, tháo chạy bán mạng như thế này? Rồi, đó là cái nội dung thứ nhất. Giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Nó liên quan tới thủ đô Moscow, đặc biệt là cuộc chiến tranh tại Ukraine. Trong suốt một năm mấy vừa qua, chú Buri chú đã vùi dập đất nước Ukraine trong cái cảnh nhà tan cửa nát. Tại vì chú mạnh về quả lực cho nên chú pháo kích rầm rộ, chú tàn phá đất nước Ukraine. Bây giờ có thể nói, nếu mà cái cuộc chiến này nó dừng, đất nước Ukraine phải tốn nửa thế kỷ mới cầu may hồi phục lại giống như cái thời trước chiến tranh. Và bây giờ thì Ukraine đã bắt đầu chính thức phản công, và họ dùng máy bay không người lái Xuồng Cảm Tử để đột kích chú Buri. Tại vì quả lực của họ không mạnh bằng chú Buri cho nên họ phải chơi cái kiểu mà đột kích quý vị nha. Thì trong suốt thời gian vừa qua, thủ đô Moscow đã nhiều lần bị đột kích
oanh tạc tấn công bởi máy bay UAV, tức là máy bay không người lái cảm tử của Ukraine. Và hệ thống phòng không của chú Buri cũng đã bắn hạ rất là nhiều máy bay không người lái này. Nhưng vào ngày hôm qua, Nga lại một lần nữa thủ đô Moscow hỗn loạn, tại vì đã bật những cái hệ thống phòng không nước này để đánh chặn hàng loạt máy bay không người lái đã tấn công vào nhiều mục tiêu ở tại thủ đô Moscow. Thì theo như Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, hiện tại bây giờ thì chưa có người chết hoặc là thương vong ở thủ đô Moscow, nhưng vụ việc nó đã xảy ra làm cho hệ thống phòng không ở nơi này phải bật lên và ngăn chặn máy bay không người lái của Ukraine. Thì sau khi mà Bộ Quốc phòng Nga đã phát hiện ra những máy bay không người lái này, thì họ đã bắt đầu lên tiếng chỉ trích Ukraine và cáo buộc Ukraine là một lần nữa tấn công vào cái thủ đô của họ. Và họ đưa ra một cái lời cảnh báo nóng là họ sẽ chơi tới cùng, chết sống với Ukraine. Và đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, nó liên quan tới người Việt trên cái đất nước Mỹ này. Nhưng tôi này hy vọng sau khi quý vị nghe cái thông tin này, cho dù quý vị ở nơi nào trên cái quả địa cầu này, đừng bao giờ suy nghĩ tới cái chuyện làm giàu bằng cái cách lừa đảo, làm giàu bằng cái cách gian lận, hay là làm giàu bằng cái cách lừa dối đi gạt gẫm người ta, hay là đặc biệt là gạt gẫm một cái chính phủ của một quốc gia của dân nha, đặc biệt là Mỹ nữa. Khó có ai mà lừa gạt được cái chính phủ Mỹ này lắm quý vị ơi. Nếu quý vị gạt được lúc ban đầu, nhưng tới cuối cùng cái kết quý vị cũng trắng tay, không còn cái quần underwear để mà mặc. Tại vì trên cái đất nước Mỹ này đã xảy ra rất là nhiều cái trường hợp rồi. À, nó liên quan tới người Việt gạt chính phủ Mỹ tiền hỗ trợ, tiền thất nghiệp, tiền này, tiền nọ, tiền kia, tiền thuế, dân. Rốt cuộc rồi sao? À, Mỹ để cho quý vị gạt rồi sau đó nó lấy cả chì lẫn chài, ok? Sau đây mời quý vị nghe. Hàng chục người tại quận Cam, California đã to rập với nhau thành lập ra một cái đường dây và gạt chính phủ Mỹ hàng chục triệu đô la. Cuối cùng thì hàng chục người này đã bị dính cháu và đã bắt đầu trả giá cái sự lừa đảo của mình. Cuối cùng thì mỗi người phải đóng hàng trăm ngàn, hàng triệu đô la bồi thường lại cho chính phủ Mỹ và phải trả giá trong khám cả mấy năm tù. Đây, mời quý vị nghe kỹ. Cái đường dây này gồm có hàng chục người, gồm có bà Rosemary Phạm, 65 tuổi, chủ nhân của Victoria Tassovich ở Westminster, ok. Và bây giờ bà này đang bị tuyên án 30 tháng tù. Rồi bên cạnh đó có ông Kevin Lê, 57 tuổi ở Anaheim, bị 6 tháng tù và phải bị phạt 15.000 đô la. Ok, rồi ông Thomas Nguyễn, 62 tuổi ở Santa Ana, bị phạt 30.000 và phải bồi thường 140.000 đô la. Bà Dân Quách, 43 tuổi ở Monterey, phạt chịu án 2 năm tù, phạt 5.500 và bồi thường 232.000 đô la. Ông Peter Đức Nguyễn, 63 tuổi ở Garenro, cũng bị 2 năm tù và bồi thường 187.000 đô la. Bên cạnh đó, đây là hai nhân vật chính nè quý vị. Vào ngày hôm qua tại Santa Ana, tiểu bang California, chủ nhân một cơ sở chuyên khai thuế ở Westminster vừa bị tuyên án 3 năm rưỡi tù vì đã dự phần to rập vào một đường dây gian lận tiền bạc với sở thuế, nhân viên an ninh xã hội, dân. Đó là thông báo từ Bộ Tư pháp của đất nước Mỹ cho biết. Và cái anh này tên là Anton Nguyễn, 54 tuổi, cư ngụ ở Fountain Valley. Ngoài cái bản án 41 tháng tù, anh này còn phải bồi thường trên 3.7 triệu đô la. Tại vì anh này đã to rập với hàng chục người Việt để mà lấy ăn cắp những cái sô của người khác để khai thuế gian lận chính phủ Mỹ. Tức là lấy sô của người ta rồi tự làm một cái hồ sơ thuế giả để khai với chính phủ để nhận tiền lại từ sở thuế. Quý vị thấy chưa, ghê cấn quá. Anton Nguyễn này là chủ nhân của công ty Century Travel and Tax, tọa lạc trên đường Bonsa, thành phố Westminster, cái khu mà nó gọi là quận Cam đó quý vị nha. Bên cạnh đó thì có một người nữa tên là anh John Trần. Anh John Trần này ở Fountain Valley, từng là nhân viên trong cái sở xã hội, an sinh xã hội đó. Thì anh này, anh hợp tác với anh ta Anton Nguyễn, bắt đầu có lấy
Anh John Trần này á, ảnh làm trong cái sở mà social security, ảnh mới lấy cắp những cái số ảnh đưa cho cái anh thay thế này, rồi bắt đầu mới làm những cái hồ sơ giả để gạt chính phủ Mỹ và hàng chục người khác đã to rập với nhau, vân vân và vân vân. Nhưng cuối cùng quý vị thấy đó, cả một cái đường dây này cũng đã bị tống và bị bắt và bị trả giá. Chúng ta đã vượt nửa dòng trái đất để qua trên cái đất nước Mỹ này. Trên cái đất nước Mỹ này nó có nhiều cơ hội cho chúng ta đổi đời, phát triển tương lai sự nghiệp. Nếu chúng ta đi làm ok mà chúng ta chưa có cơ hội để phát triển tương lai sự nghiệp thì từ từ chuyện gì rồi nó cũng sẽ đến. Ok, đừng có mờ tìm mọi cách để làm giàu nhanh để rồi phải trả giá cuộc đời của mình trong bốn bức tường quý vị nhé. Rồi sau giờ phút nhanh gọi lại buổi sáng ngày thứ ba tối này cập nhật và chia sẻ những các thông tin liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine cũng như là tình hình của đất nước Mỹ. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Nếu thấy thông tin hay please bấm nút chia sẻ nha, để bà con cùng nhau xem, và đừng quên để làm một cái like viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Bà con cô chú bác nào chưa nhấn nút đăng ký please bấm nút đăng ký để nhận được những cái video mới nhất trong channel của Tony Lê. Have a good day, thank you.